Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đổ rác, thế nhưng người dân vẫn vô tư đổ rác. Suốt thời gian dài, đống rác ngay đối diện số nhà 365 quốc lộ 26, đoạn đi qua địa bàn thị trấn Econop, huyện Eka, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Cái này là đổ tập trung là cũng lâu rồi, chứ không phải là vì tôi bức xúc là mỗi một lần buổi chiều đổ nhiều thì là cái luồng gió là cứ đem quân gà, quân chúa, rồi những quân gì chết nó rộn trong cái bầy, nó rộn với bốc mùi. Thì tôi phản ảnh như thế nhưng mà cũng không được. Người dân sinh sống ở đây cho biết rác sinh hoạt của gia đình nào, gia đình nấy phải thu gom để trong nhà và cứ đến ngày đã được ấn định trước thì mới đem ra cho công ty vệ sinh môi trường đưa đi xử lý. Thế nhưng không hiểu sao nhiều người lại cứ mang rác bỏ tại đây mỗi ngày. Rất nhiều lần người dân phản ánh đến chính quyền địa phương nhưng không được xử lý dứt điểm.